Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama Big M. Maruyama đây các bạn. Big M ha. Big M là được người tiêu dùng bình chọn các bạn. Dòng máy Maruyama nó rất là tiết kiệm xăng nha các bạn. Nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực ha. Trợ lực rất là nhẹ nhàng luôn. Dòng máy nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính nó không có lỗ thông hơi, không có bị rò rỉ xăng ha, nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ ha. Các bạn quan sát xem nồng của nó nè, đẹp xuất sắc luôn các bạn, thấy mùi chát luôn các bạn, rất là đẹp luôn, rất là mới ha. Để chế quạt khí quanh rồ của nó đây, đây của nó đây ha. Nắp xăng kính nha. Trên nắp này nó có cảnh báo mình pha nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Gồm có xăng cộng với nhớt ha. Với tỷ lệ có khoảng 50cc trên lít nha các bạn. 50cc trên lít. Mình thấy ra khói nhiều quá thì mình bớt nhớt ha, ra khói ít thì mình tăng nhớt lên, không ra khói thì mình tăng nhớt lên ha. Nó có made in Japan trong lốc luôn nha các bạn. Đây, mình cho các bạn xem ha. Đây, made in Japan ha. Đây nó có số seri nữa đây các bạn. Đây, số seri của nó đây ha. Đây. Số seri của nó đây. Nó chạy một cái tùm rời rất là đẹp luôn, tùm rời về ga 3 tép, ga có tích hợp công tắc luôn các bạn, tay nắm nó đây ha, rất là đẹp luôn, máy còn rất là mới, rất là xuất sắc luôn các bạn. Tay nắm phía trái nè, nắm phía phải nè, còn công tắc đây ha, tay ga rất là nhẹ nhàng ha, tay ga rất là nhẹ luôn. Các bạn có thể nới lỏng ốc này thêm nữa ha, chạy cái tay ga này mình chạy ra sóng ha, rất là dễ luôn, rất là nhẹ và nó rất là bền luôn các bạn, cực kỳ bền luôn ha. Cần áp nó đây, an toàn sử dụng nữa ha. Maruyama Big M AC32SE, nòng 38 ly nha các bạn. Nãy mình quên nói để mình trước rồi mình đọc máy mình sẽ nói đây. Đây cùi nữa nè, trắng tinh luôn ha, có chống dính cỏ rất là đã luôn. Dao Makita đó các bạn. Makita. Nòng nó là nó có tên là AC32SA này các bạn. Này ha, tên nó đây. AC32SA, 32 là 32cc đó các bạn. Nòng 38 ly nha. Thể cái máy mình đây các bạn, rất là mới và đẹp ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Khởi động rất là nhẹ nhàng các bạn ha, giật trợ lực hơi đó các bạn, thực ha. Công tắc nằm trên tay cầm các bạn, rất là nhạy luôn.
rất là mạnh luôn. Kéo nhẹ là nổ các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây máy Maruyama AC32SA đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.